Ken con chào các bạn đi. Xin chào các bạn nha. Hôm nay bạn Ken có quá trời bạn luôn nè. Đây là chị Bằng Châu nè. Con chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi đây anh Khoa nè. Đây là bạn Diễm này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bốn bạn này chơi trò chơi tô màu cho trứng cút nha. Đây, mỗi người có một dĩa trứng cút hết nè. Rồi bây giờ bắt đầu là thi tô trứng. Ai mà tô trước là sẽ được thưởng nha. Bỏ quay nha. Rồi, bạn Ken tô xong cái trứng màu vàng rồi các bạn ơi. Con tô xong rồi trứng màu hồng nè. Rồi đây, bạn Châu tô xong trứng màu hồng rồi. Rồi, bạn Khoa tô xong trứng màu xanh rồi. Đó bạn Diễm luôn nè. Bạn Diễm tô xong chưa? Dạ, con mượn một cam đi. Dễ thương quá các bạn ơi. Dạ, một cam đi. Con tô màu cam hả? Chưa hết bài. Để coi mấy bạn tô được bao nhiêu trứng rồi nha. Đây, bạn Văn Châu tô được 2 trứng rồi các bạn ơi. Một trứng màu hồng và một trứng màu cam. Rồi, bạn Ken bây giờ tô nguyên cái bàn tay luôn. Trứng không có tô luôn nè. Rồi, bạn Ken sắp thua rồi các bạn ơi. Rồi, bạn Khoa tô được 3 trứng rồi. Một trứng cúc màu xanh, một trứng cúc màu xanh nước biển, như một trứng cúc màu tím. Wow, bạn Diễm rồi các bạn ơi. Bạn Diễm tô được đây 2 trứng. Một trứng màu xanh lá cây với một trứng màu xanh biển. Rồi, tô nhanh lên nha. Rồi, nhanh lên nào. Rồi, bây giờ bạn Văn Châu bắt đầu tô trứng màu tím nè các bạn ơi. Đây. Rồi, con tô không? Con tô ba tô phụ cho con nha. Chứ để con thu á. Rồi, ba tô cho con cái trứng màu cam nha. Cái trứng màu cho con này nè ba. Ừ. Trứng nào? Trứng này phải không? Dạ. Rồi, ba tô phụ con nha. Nè, ba tô nhanh hơn con luôn á. Nè, thấy ba tô không? Tô vậy mới nhanh chứ. Đó, thấy không? Không chơi chơi vậy đâu. Chơi vậy mới vui chứ. Đó, đây, một cái trứng màu cam xong rồi nè. Cái con tô trứng màu gì nữa? Tô trứng màu biển. Trứng này hả? Màu gì? Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển phải không? Tô được 3 trứng rồi đó. Rồi, màu xanh nước biển rồi các bạn ơi. Rồi cho nó trộn với màu này luôn, ra màu gì? Ôi ra màu ra màu đen thui rồi Ken ơi. Rồi bây giờ chúng ta xem các bạn coi tô sao nha. Qua đây các bạn ơi. Đây một đống trứng mấy bạn hồi nãy tô nè. Rồi bây giờ bạn Khoa đang tô một cái trứng màu xanh lá cây đẹp quá. Giờ tới bạn Châu tô trứng màu nào đây? Đây bạn quẹt cho con màu đó nè. Đó. Đen thui luôn. Rồi bạn Diễm tô tới đâu rồi? Bạn Diễm tô được 2 trứng rồi các bạn ơi. Đây còn thêm một trứng nữa. Nhanh lên nha, nhanh lên nha. Ôi, bạn Ken bây giờ không tô trứng mà chơi tô bằng tay luôn. Rồi, nhanh lên nha. Bây giờ chơi tô hả, trứng mà tô hai màu luôn đi. Nửa trứng màu này, nửa trứng màu kia. Rồi, bạn Diễm xong rồi nè các bạn ơi. Bạn Diễm xong một cái trứng màu xanh lá cây nữa. Rồi, bây giờ bạn Diễm tô màu nào, giờ con tô màu nào nữa. Để con tô màu hồng đi, màu hồng chưa có nè. Tô trứng màu hồng đi. Con chỗ màu hồng lại màu xanh lá cây à. Wow, bạn Khoa có cái trứng màu hồng mà lạ với màu hồng mà tối thui à. Trộn xanh lá cây á. À, màu hồng với màu xanh lá cây trộn chung á hả? Ui, các bạn ơi, giờ cái tay của bạn Ken nè. Wow, bạn Ken chơi tô mà bằng tay luôn nha. Rồi, wow, bạn Khoa tô nhanh quá các bạn ơi. Bạn Khoa sắp thắng rồi, bạn Khoa còn có một trứng nữa thôi. Rồi, bạn Châu cũng còn có 3 trứng thôi. Rồi nhanh lên đi, bạn Ken còn nguyên một dĩa trứng luôn chưa tô nè. 3 trứng nữa thôi à. À con còn có 3 trứng nữa thôi hả? Con còn có 3 trứng à. Wow, Ken ơi, cái bàn tay con giơ lên cho các bạn xem thử. Wow. Ghê quá. Ghê quá. Nào đưa ba Ken xem thử coi. Đây các bạn ơi, đây tay của bạn Ken nè. Ba tô có tay ba đi. Ừ, có tay ba. Xong rồi. Đâu?
Rồi bạn Diễm tô xong một cái trứng màu hồng rồi các bạn ơi. Đây một cái trứng màu hồng này. Rồi bây giờ bạn Khoa bắt đầu tô trứng màu cam. Rồi xong luôn rồi. Wow, anh Khoa này tô nhanh quá. Giờ bắt anh Khoa tô luôn cái dĩa trứng của bạn Ken nè. Tô trứng màu gì vậy Châu? Màu hồng. Qua cái trứng màu hồng của bạn Châu pha màu xanh lá cây các bạn ơi. Sắp đen thui rồi. Cây rồi thui rồi. Cây hư rồi hả? Này con lấy cây khác đây nè. Này con lấy cây khác đây nè. Sao một rồi các bạn ơi sắp xong rồi nghe các bạn, này tô sắp xong trứng hết rồi, để chúng ta xem thử coi các bạn tô đẹp không nha. Con cần có 2 trứng à con. Đây bạn Diễm còn 2 trứng à. Tô dần ghen còn 1 trứng thôi. Wow, bạn Khoa tô nhanh quá các bạn ơi, còn có 1 trứng thôi. Bạn Châu còn 2 trứng. Rồi tay bạn Ken bây giờ là không phải 5 màu nữa mà là một đống màu luôn rồi. Nhiều màu quá luôn nè. Ừ. Diễm con tô màu nào? Con tô màu vàng đi, con chưa có màu vàng nè. Cho con thêm màu tím con chế con quăng luôn. Trời ơi quăng hết màu rồi. Con hết màu mấy món rồi đâu có màu nữa tao. Tay ghê quá kìa nè. Tay ghê quá. Rồi các bạn sắp xong rồi, bạn Châu bây giờ đang tô trứng màu cam. Xong rồi, con kia này. Rồi bạn Khoa đã tô xong hai cái dĩa trứng rồi này các bạn ơi. Đây. Wow. Đã xong rồi hả? Rồi các bạn ơi, bạn Châu bây giờ là còn có 1 trứng thôi. Ba nhiều màu không ba? Nhiều màu không ba? Rồi bạn Diễm cũng còn có 1 trứng thôi các bạn ơi. Rồi xong rồi cái trứng cuối cùng. Rồi bây giờ là trứng cuối cùng hả? Con tô màu đỏ đi Diễm, màu đỏ con chưa có nè. Đây, con tô màu đỏ nha. Chưa có màu đỏ nữa hả? Nè rồi trứng cuối cùng. Đây màu đỏ đây. Con chưa có màu vàng mà. Con tô màu vàng đi Châu. Con tô màu xanh luôn hả? Các bạn đây là trứng cuối cùng nghe. Bạn Diễm đang tô là một cái trứng màu đỏ. Rồi. À bạn Châu đang tô trứng màu xanh. Rồi bây giờ hai bạn này coi tô nhanh nha. Rồi bạn Diễm đang được anh Khoa trợ giúp. Ôi, ta tô màu đỏ mà bắt ta tô màu hồng rồi, xong phim.
Rồi các bạn ơi, như vậy là các bạn này đã tô xong hết rồi nha. Đây một dĩa, hai dĩa, ba dĩa, bốn dĩa. Như vậy video tô màu trứng cút đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye đi các bạn ơi. Ken, con bye bye các bạn đi. Cái tay con thấy ghê quá nè.